Hi, xin chào cả nhà yêu của Kèo. Hôm nay mình sẽ sấy tóc cho anh Kim để đi chơi. Xin lỗi. Nếu một con người chuyên nghiệp như mình thì chắc chắn là tóc anh Kim rất là đẹp. Mình đừng cho dân chuyên nghiệp nha mọi người. A few moments later. So boring. Đây là chị ta giờ hẹn 55 phút nữa là sẽ tới giờ hẹn, không biết là tiếng bên nhỏ dưới. Ủa mình ok hết biết nói gì rồi. Một bữa ăn ngày hôm nay mà mình đã phải nhận đói từ chiều đến giờ để đợi ăn trước mình. Nhưng nhận lại là được cái gì? Three hundred and 46 minutes later. Hello, xin chào tất cả mọi người. Đây là mình đây. Hôm nay thì mình sẽ đi ăn Hello Hajilao. Hajilao. Ăn Hajilao. Hajilao. Mình sẽ kể cho mọi người nghe hôm nay là sẽ là một ngày đáng nhớ nhất, đơn giản là vì mình được chờ tầm bao nhiêu tiền mấy tháng nữa. Bao nhiêu anh Khiêm, hình như chờ mới có 2-3 tháng cho mấy đúng không? Đúng rồi, anh chờ ngày này và anh sẽ được khá nhanh mọi người, anh sẽ được chiêm ngưỡng một con heo ăn. Không có gì để nói. Yeah, hello mọi người, và hôm nay lần đầu tiên mình đi ăn Hajilao. Ủa Hajilao mà Hajilao. Mình thấy ở nhà anh Kim á, anh nói là thôi ngày cũng nhà không đi ăn hay gì nào nha. Được rồi, em nhầm rồi, một con heo kia kìa. Đúng rồi đó, An á, ngày nào cũng nói hay gì là tiếng ơi, mình kiếm con heo một tiếng hơi hay hơi giống cười quá à. Cười quá à. Ủa? Đúng rồi. One hour later. Còn cameraman không cần. Cameraman bất tử. Thì nay như tôi là quen cái đám đông vậy. Thì biết mình là ảnh không? Mình đang ở ăn Hajilao cái gì? Hajilao. Ở Hajilao thì đang chờ bán đó mọi người, nên rất là lâu, nó chắc tầm 15 đến nửa tiếng. Đang đói lắm. Trong lúc chờ bán á thì mình có rất nhiều đồ ăn. Đây cũng là hoa quả các thứ với cả nước. Mình uống trà sữa này mọi người, ngon lắm. Bây giờ mình sẽ đi ăn nào mọi người.
sau những cái thời gian chờ đợi không khá là không lâu lắm. Một tại vì tụi mình đã có chương trình ăn uống xong rồi nhảy TikTok xong rồi tiêu đồ ăn rồi giờ vô ăn tiếp. Yeah. Cuộc chiến chỉ mới bắt đầu. 2000 years later. Anh ơi, anh tiến ạ. Dạ thì thấy rất là đông người luôn, rất là vui. Không biết quan trọng gì nữa. Thấy là cái gì nước nước lẩu á. Anh Kim thấy quen thuộc chưa anh Kim? Cái mic đã nhẹ em cái rớt á. Nhẹ em cái rớt đi đâu á. Buồn nhỉ. Đấy là một chuyện buồn. Ăn là phải vui chứ không có buồn. Không, anh nói đấy là một câu chuyện buồn. Tại vì tí em sẽ được xem múa mì. Múa mì? Là mình lấy một lấy con mì cái mình quay. Không, con múa đẹp lắm, tí em sẽ coi. Ok. Để mình sẽ coi thử múa mì sẽ đẹp như thế nào nha mọi người. Được rồi. Thank you.
Giao tiếp. Nhưng mà ai ăn nhiều? Em. Thương cảm cho một chú heo nhặt đói. Ở nhà là một chú chuột bạch, đi ăn là một chú heo. Thương cảm cho một chú heo. Cô heo chứ. Tôi nãy giờ ăn ăn hết hai cái nồi lẩu luôn. Em ăn ăn một cái nồi lẩu rồi. Nói vậy hơi ít. Bốn nồi lẩu. Nồi lẩu nãy đâu cũng ăn. Đấy không? Giờ không còn cái miếng gì trong lẩu luôn. Giờ còn nước gì? Hello tất cả các bạn, và bây giờ mình đã ăn xong, mình đã căng nét bụng. Yeah. Mình có thấy gì không? Đây là quà của Haji là hai lá dừa. Bây giờ mình ăn một cái món quà có vẻ không vậy? Rất là ngon. Không có cho ăn, ăn không ăn, ăn như con heo rồi. Ok. Và bây giờ mình sẽ đi chơi tiếp nha. Let's go.